Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 96 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cùng với căn bệnh ung thư vú, một bệnh lý ung thư hiểm nghèo đưa đến cái chết hàng thứ hai ở phụ nữ, đó là căn bệnh ung thư cổ tử cung. Đồng hành cùng chương trình hôm nay có bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày cho chúng ta hiểu rõ về căn bệnh nguy hiểm này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, ngày hôm nay về chủ đề ung thư cổ tử cung thì thưa bác sĩ có thể giới thiệu một cách tổng quát về căn bệnh ung thư cổ tử cung với quý vị khán giả của phòng khám Thạnh Trị không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, như quý vị đã biết thì ung thư cổ tử cung là một trong hai cái bệnh lý ung thư mà nó gây cái tử vong hàng đầu ở nữ giới, chỉ đứng sau ung thư vú. Thì ung thư cổ tử cung á, nó là cái mối nguy hàng đầu đe dọa tới sức khỏe của chị em phụ nữ trên toàn cầu. Thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì mỗi một năm thế giới ghi nhận trên 500.000 trường hợp bị mắc mới và có khoảng 250.000 ca tử vong do cái bệnh ung thư cổ tử cung. Thì người ta ước tính là đến năm 2030 thì cái số ca tử vong do cái căn bệnh ung thư cổ tử cung này nó có thể lên đến trên 400.000 người, Ngọc Quyên. Và như vậy thì nó sẽ gấp đôi các cái ca tử vong liên quan đến các cái bệnh như là tai biến sản khoa ở phụ nữ. Thì như Ngọc Quyên và quý vị khán thính giả, ung thư cổ tử cung là một trong những cái bệnh lý ung thư hay gặp ở nữ giới nhất, và nó chiếm khoảng 12% của tất cả các cái ung thư ở nữ giới, và nó cũng là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai chỉ sau ung thư vú. Thì cái tuổi trung bình của người phụ nữ hay bị ung thư cổ tử cung là từ 48 cho đến 52 tuổi. Cái tuổi nhóm lứa tuổi này là cái lứa tuổi hay bị ung thư cổ tử cung nhất. Và theo như cái Hiệp hội Ung thư của Việt Nam năm 2018 đó, thì mỗi một năm Việt Nam mình có trên 4.000 ca mắc mới và trên 2.000 ca tử vong do cái bệnh ung thư cổ tử cung này. Và phần lớn những cái người bệnh đến khám và điều trị thì khi mà bệnh nó đã ở trong cái giai đoạn nó muộn rồi thì người ta mới đến bệnh viện để được khám. Và ung thư cổ tử cung nếu mà ở cái giai đoạn sớm thì thường là nó không có triệu chứng gì hết và nó tiến triển rất là chậm. Khi mà nó mà bắt đầu phát bệnh cho tới khi mà nó có những cái biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài thì nó kéo dài hàng chục năm. Và như vậy thì người bệnh rất là chủ quan và không có điều trị sớm. Chính vì vậy mà khi mà đến với bệnh viện thì thường là bệnh rất nặng. Cho nên là nếu mà chúng ta chủ động phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm thì bệnh lý ung thư cổ tử cung nó có thể được chữa khỏi hoàn toàn, thưa Bảo Quyên. Dạ. Vậy ung thư cổ tử cung là một cái bệnh lý gì ạ, thưa bác sĩ? Thưa quý vị khán thính giả, thưa Ngọc Quyên, thì ung thư cổ tử cung là một cái bệnh lý ác tính ở cái tế bào biểu mô lát hoặc là cái biểu mô tuyến của cổ tử cung. Nó vì một lý do nào đó nó phát triển bất thường và không, cơ thể chúng ta không có kiểm soát được cái sự phát triển của các cái tế bào đó. Nó dần dần nó lớn lên và nó thành những cái khối u, và những cái khối u này thì nó nhân lên một cách rất là mau lẹ và nó có thể là di căn đến những cái cơ quan khác ở trong cơ thể, như là di căn đến phổi, đến gan, đến thận. Có khi là đến não mình cũng có, và thường thì nó hay xâm lấn vào bàng quang, trực tràng và âm đạo, thì nó dẫn đến mất các cái chức năng mà nó di căn đến. Và đồng thời thì các cái khối u này nó cũng chiếm rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng của cơ thể. Chính vì vậy mà nó làm cho cơ thể suy kiệt rất nhanh và dẫn đến cái tử vong, thưa Ngọc Quyên. Dạ, dạ thưa bác sĩ, nguyên nhân nào gây ra bệnh ung thư cổ tử cung ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy đó là 99,7% các cái trường hợp mà ung thư cổ tử cung thì đều có sự hiện diện của virus HPV, thì tiếng Mỹ người ta gọi là Human Papilloma Virus. Thì cái con virus HPV này nó được coi là cái yếu tố hàng đầu dẫn đến cái bệnh lý ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Và như Ngọc Quyên biết là cái virus HPV này thì nó có trên 100 tiếp
và nó được xếp vào những cái nhóm nguy cơ cao thì nó có 15 típ thôi. Và phổ biến nhất là các cái típ như là típ 16 và típ 18. Và nó là cái nguyên nhân của hơn 70% các cái trường hợp mà gây bệnh ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Và tiếp đến là típ 31 và típ 45. Nó cũng gây ra các cái bệnh lý ung thư ở cổ tử cung. Còn như chúng ta thấy ở trên tay chân chúng ta thỉnh thoảng có những cái mụn cóc đó, thì đó cũng là do HPV gây ra. Và thường thì gây những cái mụn cóc đó thì nó thuộc cái típ 6 và típ 11, thì nó thường là gây nên những cái mụn cóc như vậy. Thì Ngọc Quyên biết là cái HPV đó nó chủ yếu lây qua đường tình dục. Thì một số ít trường hợp thì những cái người mà không có quan hệ tình dục nhưng mà tiếp xúc ở ngoài da thì nó cũng có cái nguy cơ lây, nhưng mà cái trường hợp đó thì ít hơn. Và hầu hết các trường hợp mà lây nhiễm HPV đó thì nó không có cái triệu chứng cụ thể. Cái người bệnh thì nó bình thường thì nó có thể tự khỏi mà không cần phải điều trị gì cả. Tuy nhiên là cái virus đó nó còn tồn tại ở trong cơ thể mình một thời gian rất lâu, và như vậy thì nó có thời gian để nó gây biến đổi các cái gen của tế bào cổ tử cung, nó dẫn đến các cái tổn thương sơ khởi, và lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến ung thư. Mặc dù là cái tiến trình ung thư nó ở cái vị trí cổ tử cung đó thì nó không có triệu chứng rõ ràng và nó tiến triển rất là chậm, mà quên, nó kéo dài từ 10 năm, có khi tới 15 năm nó mới phát bệnh. Nhưng mà chính vì vậy cho nên là người ta chủ quan, và khi mà đến với bệnh viện thì hầu như là đã ở cái giai đoạn nặng. Và hiện nay thì cái bệnh ung thư cổ tử cung này nó có cái xu hướng trẻ hóa ở những cái người mà nó có cái quan hệ tình dục sớm á, thì nó thường là xuất hiện cái thời gian gần đây nó xuất hiện ở những người trẻ, cũng chiếm một cái tỷ trọng rất cao, Ngọc Quyên. Dạ, vậy thì cái đối tượng nào là có nguy cơ cao nhiễm ung thư cổ tử cung ạ? Nó có những cái nhóm đối tượng mà ngoài cái nhiễm cái HPV đó thì nó còn có những cái yếu tố nó nguy cơ nữa. Thì thứ nhất là phải kể đến là những cái người mà có bạn tình nhiều. Giả sử như là cái bạn tình mà càng nhiều thì cái mà mỗi một cái bạn tình đó mà lại có những cái người bạn tình khác nữa, thì cái khả năng mà mắc ung thư do HPV ở nữ giới rất là cao. Và cái thứ hai là quan hệ tình dục sớm cũng gây đến cái khả năng mắc ung thư cao. Thì cái việc mà bắt đầu quan hệ tình dục sớm, cái tuổi càng sớm thì cái tỷ lệ ung thư nó cao lên. Hoặc là cái nguyên nhân mà gây đến cái nguy cơ mắc ung thư cao nữa đó là mang thai quá sớm hoặc là quá nhiều lần. Thì như vậy là khi mà mình mang thai sớm, cái cơ quan sinh dục của cái người mẹ nó chưa có phát triển hoàn thiện, và nó sanh nhiều lần như vậy thì nó dễ gây những cái sang thương ở cổ tử cung. Nó cũng làm cho tăng cái mối nguy cơ mà gây ung thư cổ tử cung. Cái thứ tư nữa là mắc những cái bệnh mà về suy yếu miễn dịch, như là những cái người mà bị HIV chẳng hạn, thì nó cũng có cái nguy cơ gây nhiễm cái HPV này nhiều hơn. Ngoài ra thì người ta còn ghi nhận là những cái trường hợp hút thuốc lá, nó cũng có thể là một cái mối nguy cơ gây cho cái người phụ nữ dễ mắc ung thư cổ tử cung hơn là những người không hút, Ngọc Quyên. Dạ. Các triệu chứng của căn bệnh ung thư cổ tử cung thì nó biểu hiện ra bên ngoài như thế nào ạ? Thưa quý vị khán thính giả, thưa Ngọc Quyên, thì các cái triệu chứng ban đầu của cái khối u á, thì thường là như tôi nói ở trên á, là nó không có rõ ràng và nó tiến triển rất là thầm lặng mà người bệnh không có thể nhận biết được. Mà khi mà các cái triệu chứng nó xuất hiện rõ ràng hơn rồi đó, thì lúc đó là nó đã di căn lan rộng rồi. Khi mà nó lan rộng như vậy thì những cái can thiệp điều trị thì lúc này nó cũng không được hiệu quả như là mình phát hiện sớm. Tuy nhiên là nó cũng có thể là mình có thể xử lý được, và tuy nhiên là nó phức tạp hơn. Trong những cái trường hợp xấu thì người phụ nữ phải đối mặt với những cái nguy cơ như là cắt bỏ tử cung, cắt bỏ buồng trứng, phải nạo các cái hạch lân cận đó. Như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của người bệnh cũng như là cái thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Thì một cái số dấu hiệu để mà gợi ý cho mình biết đó, là mình có khả năng bị ung thư đó, thì một số các cái dấu hiệu phổ biến nhất là người phụ nữ cảm thấy là đau rát cái vùng hạ vị của mình, tức là cái vùng bụng dưới đó, và đau khi mà người ta có quan hệ tình dục. Thứ hai nữa là nó chảy máu âm đạo bất thường, thì nhất là sau khi mà quan hệ tình dục mà mình thấy nó chảy máu bất thường, hoặc là nó ngay cái giữa chu kỳ kinh nó cũng có thể gây chảy máu, nó chảy máu bất thường như vậy.
thì mình phải chú ý. Và cái thứ tư nữa là những cái dịch tiết âm đạo, hay người ta còn gọi là huyết trắng ngọc quyên, thì nó có thể nó có nhiều hơn bình thường, nó có màu xám đục hơn và nó có cái mùi hôi hơn. Và ngoài ra thì nó còn có thể là người ta đi tiểu nhiều lần, đi tiểu gắt buốt chẳng hạn, thậm chí là nó xâm lấn đến bàng quang thì nó có thể là đi tiểu ra máu, hay là xâm lấn vào trực tràng thì nó có thể đi cầu ra máu, rồi kinh nguyệt nó bất thường kéo dài. Ngoài ra người bệnh thì cảm thấy là xúc cân, mệt mỏi, không có rõ nguyên nhân, thì tất cả những cái dấu hiệu đó thì gợi ý cho chúng ta phải đi khám để phát hiện sớm cái bệnh ung thư cổ tử cung. Bằng cái cách nào để giúp các bác sĩ chẩn đoán được một bệnh nhân là bị ung thư cổ tử cung ạ? Thưa Ngọc Quyên, hiện nay thì có rất là nhiều các cái phương pháp để mà người ta chẩn đoán một người bị ung thư cổ tử cung. Thì thứ nhất là người ta khám lâm sàng. Trên lâm sàng mà thấy có nghi ngờ cái người đó bị mắc ung thư cổ tử cung thì người ta sẽ tiến hành làm các cái bước tiếp theo. Bước thứ nhất đó, thông thường nhất là người ta soi cổ tử cung, thì người ta sẽ dùng cái máy soi, người ta dùng cái mỏ vịt, người ta đưa vào cái âm đạo, ta mở cái rỗng âm đạo ra để người ta quan sát dưới kính hiển vi, thì người ta sẽ thấy được những cái tổn thương ở như cái vùng cổ tử cung. Thứ hai nữa là sinh thiết, thì các bác sĩ sẽ lấy một cái mẫu mô nhỏ ở cái tế bào ở cổ tử cung đó, thì người ta sẽ kiểm tra xem là có những cái tế bào bất thường hay không. Thì mới chỉ là những cái phương pháp đó không thì nó chưa có đủ, nhưng mà nếu mà trường hợp mà nó thấy có sự bất thường thì người ta sẽ tiến hành một số các cái xét nghiệm khác nữa chuyên sâu hơn để người ta chẩn đoán xác định. Thì gồm có các cái xét nghiệm và các cái chẩn đoán hình ảnh bổ sung, như là người ta chụp cắt lớp vi tính hoặc là chụp cộng hưởng từ để người ta xác định những cái tổn thương đó, cũng như là người ta xem coi là cái ung thư đó nó đã di căn đến các cái cơ quan lân cận hay chưa. Ngoài ra người ta còn phải chụp X-quang phổi để người ta kiểm tra xem nó có di căn đến phổi hay không. Đó, ngoài ra thì một cái kỹ thuật cao hơn nữa là người ta chụp cái PET CT. Là cái phương pháp này thì thường là kết hợp với CT để nhằm xác định xem là ung thư đã di căn hay chưa, và đồng thời thăm dò cái đáp ứng của người bệnh với các cái phương pháp điều trị. Rồi ngoài ra thì người ta còn có các cái xét nghiệm thường quy khác, như là công thức máu hay là sinh hóa, để người ta đánh giá cái tổng trạng của người bệnh, Ngọc Quyên. Phòng bệnh ung thư cổ tử cung thì sẽ làm bằng cách nào ạ? Thưa Ngọc Quyên, cái vấn đề phòng bệnh chủ động mà đối với cái bệnh ung thư cổ tử cung này thì hiện nay đã có cái vaccine để mà phòng cái con virus HPV này rồi. Thì tiêm phòng là một cái biện pháp đơn giản nhưng mà nó rất là hữu hiệu, mình chủ động được, Ngọc Quyên, và nó sẽ giảm được cái nguy cơ mắc bệnh ở nữ giới. Thì tại Việt Nam á, cái virus mà HPV này thì đã được Bộ Y tế cấp phép cho sử dụng cái vaccine từ năm 2007, và nó có khả năng phòng ngừa được các cái tổn thương cũng như là những cái sự lây nhiễm bởi cái type HPV này, là cái type 16 và 18. Thì thêm vào đó thì cái vaccine này á, ngoài cái ngăn ngừa được cái nhiễm cái HPV thì nó còn phòng ngừa được các cái mụn cóc như ở cơ quan sinh dục, ở âm vật, âm hộ hay là ở hậu môn. Thì khi mà mình tiêm ngừa cái vaccine này thì nó ngừa được cả những cái mụn cóc đó mà mình thường thấy xuất hiện ở trên người mình. Người ta khuyên chị em phụ nữ nên đi tiêm ngừa cái vaccine phòng cái virus HPV này sớm để mà ngăn cản được cái sự lây nhiễm của con HPV. Đó là cái tác nhân chính mà gây đến cái bệnh ung thư cổ tử cung. Cái thứ hai phòng ngừa nữa đó là không có nên quan hệ tình dục quá sớm, nhất là cái ở cái độ tuổi vị thành niên, vì lúc đó, đó thì cái cơ quan sinh dục nó chưa có phát triển toàn diện, nó còn nhạy cảm, cho nên là mình không có nên quan hệ tình dục quá sớm. Rồi mình phải thực hiện cái quan hệ tình dục an toàn, như là dùng bao cao su chẳng hạn, rồi không quan hệ tình dục với lại nhiều bạn tình một lúc, vì nó có thể lây nhiễm HPV. Ngoài ra nó còn lây nhiễm các cái bệnh lý lây qua đường tình dục khác nữa, Ngọc Quyên. Rồi chúng ta phải giữ gìn sạch sẽ trong các cái chu kỳ kinh nguyệt, cũng là một cái vấn đề quan trọng để mà mình ngăn ngừa. Rồi nếu mà mình phát hiện thấy có những cái
triệu chứng bất thường nào đó thì mình phải tới ngay bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và được điều trị kịp thời, thì nó sẽ hạn chế được cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái tỷ lệ điều trị khỏi thành công rất cao, Ngọc Quyên. Và nếu mà mình phát hiện ở cái giai đoạn sớm đó thì ung thư ở các cái cơ quan cổ tử cung hoặc là các cái phần phụ khác thì nó cũng có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Do đó mà chị em phụ nữ nên chủ động mình đi khám tầm soát định kỳ tại các cái cơ sở y tế có chuyên khoa để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hiệu quả. Do đó nó sẽ tránh được những cái biến chứng nguy hiểm và mình sẽ bảo tồn được cái sức khỏe của người phụ nữ cũng như là bảo tồn được cái thiên chức làm mẹ. Thì trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về các cái biện pháp khám tầm soát để phát hiện sớm cái bệnh ung thư cổ tử cung, giúp cho chúng ta kịp thời chữa trị và đạt được cái hiệu quả trong công tác điều trị sớm nhất và được thành công cao nhất. Dạ, xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những kiến thức quý báu về căn bệnh nguy hiểm ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về bệnh ung thư cổ tử cung. Trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để nhận được những video tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp về sức khỏe con người. Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.